Thanh Hóa, ông Hà Văn Tần, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa, bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ của y tá, điều dưỡng thi công chức. Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho hay lệnh khởi tố, tạm giam 3 tháng được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thực thi hôm 29 tháng 2. Ông Tần hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn, cùng bị bắt về tội nhận hối lộ. Với ông Tần là bị can Tào Ngọc Mã, trưởng phòng tổ chức hành chính Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa, Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa, ảnh, Lam Sơn. Khoảng tháng 10 năm 2019, cán bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa gửi đơn tố cáo ông Tần và ông Mạo ép gần 20 y sĩ, y tá, điều dưỡng mỗi người nộp 50 đến 70 triệu đồng để bôi trơn trước kỳ xét tuyển viên chức. Thanh tra Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vào cuộc. Ông Tần thừa nhận có việc ông Mạo nhận tiền, nhưng đây gọi là tiền chè nước, cảm ơn. Ông không chỉ đạo cấp dưới làm việc này. Khi bị phản ứng, ông đã yêu cầu hoàn trả. Ông Tần bị kỷ luật cảnh cáo, chuyển sang làm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn từ tháng 12 năm 2019. Let's look at why.